Bây giờ thì mình sẽ khui hùng cái bộ loa vi tính này. Tương đối là ổn áp, khui thùng luôn. Ngược rồi, mình đã đẩy rồi. Đổ ra ngoài đi đậu ơi. Để đây. Đây cái này là phần này này, lúc nãy mình tháo ra thì nó bị bung ra như này, thật là rất là chán, không biết được còn chạy được không. Bây giờ để thắm thử nào. Cho dây ăn tem. Có xuống nhà.
Người ta thấy cái lo đã chạy rồi. Để bài đi. Lô copyright xong. Input output đây rồi mà. Này mình được 60W á. Thử xem Bluetooth còn không? Còn đây khá chán. USB. Con này có vẻ bị lỗi rồi. Mình nghe có vẻ nghe chất lượng âm khá là kém. Anchor đây thôi. Nghe khá là bé. Còn lùm đâu. Chưa có pin rồi.
là hết cỡ. Nghe khá là tệ. Mình sẽ làm video tên nhạc âm thanh khác nhau.